Phượng Thanh Nhi và Tiêu Viêm đã có một cuộc so tài. Phượng Thanh Nhi biến pháp bảo vũ khí thành hàng trăm tấm lụa tấn công, sau đó lại giáng một luồng công kích sấm sét xuống đầu Tiêu Viêm. Các đệ tử Phong Lôi Các thì ở khán đài hò reo như kiểu sắp giành được chiến thắng đến nơi rồi. Cỗ năng lượng sấm sét giáng xuống ồ ạt như vũ bão. Tiêu Viêm chọn cách ngưng tụ Phật Nổ Hỏa Liên. Chiêu thức vừa xuất hiện, thế cờ lập tức bị đổi chiều. Đó Hỏa Liên ngăn cản toàn bộ sấm sét. Uy lực của nó bạo phát còn khiến kết giới xung quanh sân đấu bị nứt vỡ. Sau một lúc giằng co kịch liệt, công kích hai bên cũng phát nổ. Tuy nhiên, đó Hỏa Liên lại không bị hủy diệt, chỉ là sức mạnh đã bị giảm xuống 99%, không còn tạo ra uy hiếp gì nữa. Phượng Thanh Nhi vừa tỏ thái độ khinh thường chiêu thức của hắn thì lập tức đùng một phen tái mặt. Tiêu Viêm dùng hai luồng dị hỏa dung nhập vào đó Hỏa Liên khiến uy lực được khôi phục lại, sau đó điều khiển Hỏa Liên bay về phía đối thủ. Phượng Thanh Nhi vẫn như cũ khinh thường, Tiêu Viêm chỉ là nhân loại bình thường, còn cô là người sở hữu huyết mạch thiên yêu hoàng tộc, há có thể thua kém nhân loại. Cô ta triệu hồi ra nhiều tấm lụa tạo thành một cái kén hình tròn bao bọc xung quanh để ngăn cản. Hỏa Liên nhanh chóng bay đến va chạm với cái kén. Chiêu thức hai bên va chạm kịch liệt, uy lực làm cho không gian nứt vỡ. Đấu kỹ của Tiêu Viêm rất mạnh, nhưng chỉ hai loại dị hỏa là chưa đủ. Phượng Thanh Nhi thành công hóa giải được sức mạnh của đó Hỏa Liên, sau đó tự tin tuyên bố rằng cuộc chiến đến đây cũng nên kết thúc rồi. Đi cùng với lời nói hùng hồn đó, cô ta sử dụng ra một đôi cánh rồi bắt đầu thi triển bí pháp gia tăng thực lực lên tam tinh đấu tông. Uy áp như thế chè che giáng xuống, khiến hắn đứng dậy cũng khó khăn. Khán giả bên ngoài tin rằng chắc chắn hắn sẽ bị đánh bại. Nói đến đấu kỹ gia tăng thực lực thì Tiêu Viêm cũng có. Hắn sử dụng thiên hòa tam huyền biến gia tăng cảnh giới. Thực lực hiện tại ngang nhau, nhưng Phượng Thanh Nhi lại nhìn hơn về miệng lưỡi. Mỗi lần dùng ra một chiêu thức mới đều không quên tuyên bố sẽ đánh bại Tiêu Viêm. Cô ta sử dụng ra chiêu thức bí mật của thiên yêu hoàng tộc, ngưng tụ ra một cái lỗ đèn hút đấu khí xung quanh vào trong, rồi phóng thích sức mạnh. Vài trăm tấm lụa bay về phía hắn. Tiêu Viêm nhanh chân tránh né nhưng đòn công kích lại tự động đuổi theo mục tiêu. Phong Tôn Giả cảm thấy dù lần này hắn có chiến thắng thì cũng trực tiếp đắc tội với thiên yêu hoàng tộc. Ông đâu biết rằng hắn vốn đã đắc tội với chủng tộc đó rồi. Chiêu thức của Phượng Thanh Nhi được quảng cáo là vượt cấp đánh địch. Cho dù là trưởng lão có thực lực mạnh trong Phong Lôi Các thì cũng không làm gì được. Lôi Tôn Giả rất tự tin vào năng lực của đệ tử. Tốc độ của Tiêu Viêm rất nhanh, nhưng chiêu thức của cô ta lại liên miên không dứt. Hắn ta vừa tránh né vừa phải rút huyền trọng xích ra ngăn cản, sau đó dùng dị hỏa phản công phá tan các tấm lụa rồi lao đến tiếp cận. Phượng Thanh Nhi lại triệu hồi ra nhiều tấm lụa. Tiêu Viêm phải rất vất vả mới vượt qua được chướng ngại vật để bay đến trước mặt cô ta. Tưởng rằng hắn sẽ có cơ hội tấn công, nhưng cô ta lại bất ngờ triệu hồi ra vài tấm lụa phản công đánh cho hắn rơi xuống đất. Tiêu Viêm bị ăn một chiêu thẳng mặt, không rõ là đã tan xác hay vẫn toàn thầy. Còn Phượng Thanh Nhi thì tỏ rõ dáng vẻ mệt mỏi như kiệt sức. Hiển nhiên là thi triển bí pháp tiêu hao quá nhiều đấu khí. Thấy sân đấu yên tĩnh đến lạ thường, các đệ tử hô hào chiến thắng nhưng vừa mới nói được hai câu thì lại tái mặt. Quả nhiên, Tiêu Viêm vẫn toàn thầy. Luồng đấu khí cuồn cuộn tuôn vào trong làn sương mù, sức mạnh cuồn cuộn tuôn ra bên ngoài. Lòng bàn tay hắn là đó Hỏa Liên ba màu, điều này làm cho Lôi Tôn Giả phải bật dậy. Trong hiểu biết của lão thì một người chỉ có thể thu phục được một loại dị hỏa. Trước đó Tiêu Viêm sử dụng ra hai loại dị hỏa đã bất ngờ, bây giờ lại là con số 3. Một người nắm giữ ba loại dị hỏa đã kinh người rồi, giờ còn dung hợp lại với nhau. Tiêu Viêm cầm theo đó Hỏa Liên bay về phía Phượng Thanh Nhi. Cô ta lập tức điều khiển các tấm lụa tấn công nhưng đều bị tránh né. Sau khi đã tiếp cận đủ gần, hắn cũng ném ra đó Hỏa Liên. Phượng Thanh Nhi lại tiếp tục sử dụng lời lẽ khinh thường, còn cho rằng một chiêu thức sử dụng đến lần hai thì sẽ không còn tác dụng nữa. Cô ngừng tụ đấu khí thành một con chim để ngăn cản. Sức mạnh từ hai cỗ đấu khí va chạm kịch liệt làm cho không gian nứt vỡ. Đấu kỹ hai bên có vẻ như đang ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, Phượng Thanh Nhi lại sở hữu pháp bảo rất mạnh. Cô sử dụng ra một cái chuông khổng lồ chấn áp Tiêu Viêm vào bên trong. Chiếc chuông này được cường giả đấu thánh tạo ra. Chỉ cần liên quan đến hai chữ đấu thánh cũng đủ thấy sức mạnh của nó rồi. Uy lực được đánh giá là 6 tinh đấu tông cũng khó thoát. Điều đặc biệt là chiếc chuông cần đến huyết mạch của thiên yêu hoàng tộc mới có thể sử dụng. Như vậy, dù nó có rơi vào tay kẻ khác thì cũng không thi triển được. Tưởng rằng trận chiến đến đây là có kết quả, Lôi Tôn Giả bắt đầu lên giọng.
đám đệ tử tiếp tục hò reo. Nhưng kết quả lần này vẫn y nguyên như cũ, bọn chúng vừa mới thốt ra được một câu thì biến cố lại xảy ra. Chiếc chuồng bị công kích rung lắc dữ dội, sau đó bị phá hủy giống như là một món đồ chơi. Mọi người há mồm kinh ngạc, điều này là không thể nào. Lôi tôn giả thì tức điên tiết. Sau chiêu thức vừa rồi, Tiêu Viêm gần như kiệt sức. Hắn nhanh chóng nuốt vài viên đan dược khôi phục đấu khí. Phượng Thành Nhi chủ động lao lên đánh cận chiến. Tiêu Viêm tránh né, cầm chân cô ta lên không trung, rồi lao đến tặng cho một sút vào bụng, khiến Phượng Thành Nhi rơi ầm xuống sân đấu. Tưởng rằng cô ta không còn đứng dậy được nữa. Ai ngờ hành động bất tỉnh nằm úp mặt xuống đất lại là một kế hoạch khiến cho hắn mất cảnh giác. Sau đó vòng ra phía sau tấn công bất ngờ. Tiêu Viêm tung nắm đấm trả đòn, nắm đấm của hắn mang theo dị hỏa đánh bay Phượng Thanh Nhi về sau. Thân ảnh nằm dưới đất nhanh chóng tan biến, hóa ra thân ảnh đó lại chỉ là phân thân được tạo ra mà thôi. Cảnh giới tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của hắn cao hơn nên dễ dàng nhìn ra điểm bất thường. Nhờ vậy mà hắn đã kịp thời ứng phó, không cam chịu thua cuộc, cô ta liều mạng xông lên đấm tay đôi. Trong lúc vô tình, Tiêu Viêm đã để lộ khí tức cổ hoàng huyết tinh, khiến Phượng Thanh Nhi nhận ra hắn từng đụng tay đụng chân vào đồ của Thiên Yêu Hoàng tộc. Phong Tôn Giả và Lôi Tôn Giả nhanh chóng đi xuống sân đấu. Sau khi nghe đến Thiên Yêu Hoàng tộc, Phong Tôn Giả cũng phải kiêng dè. Tiêu Viêm phủ nhận mọi chuyện, không biết cô ta đang nói cái gì. Tuy nhiên, cô ta lại không tin, còn đòi kiểm tra nhẫn chữ vật của hắn. Công pháp đấu kỹ, linh thảo đều cất giữ trong nhẫn, sao có thể để cho người khác kiểm tra được? Thế là Phong Tôn Giả từ chối. Phượng Thanh Nhi đành phải nhượng bộ, nhưng cô ta vẫn muốn chứng minh đến cùng. Cô muốn thi triển một loại bí thuật để kiểm tra Tiêu Viêm. Tiêu Viêm biết mình không thể từ chối được. Nếu hắn không để cho Phượng Thanh Nhi kiểm tra thì đối phương càng hoài nghi. Đến lúc đó sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Phượng Thanh Nhi lập tức thi pháp thăm dò. Tuy không phát hiện được cổ hoàng huyết tình, nhưng cô ta lại phát hiện một cái bình rất khả nghi. Còn chưa biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì tập phim đã khép lại. Hẹn gặp lại mọi người trong các tập tiếp theo nhé. Xin chào!